Chào các bác nhá. Xin giới thiệu chi tiết với các bác cái mẫu ống nhòm mới dành cho anh em đam mê săn bẫy, đặc biệt là dành cho anh em đi săn ong nhé. Cái mẫu trước thì các bác mua dùng cũng chưa được ưng ý lắm. Cái mẫu trước thì giá nó rẻ, nó là 650, còn mẫu này đắt hơn một chút thôi, nhưng mà cái chất lượng đem lại thì lại ok hơn rất nhiều nhé. Đây là vỏ bao bì, hàng cao cấp nhé. Nhưng nói thẳng với các bác luôn là hàng nhập khẩu Trung Quốc, hay còn gọi là hàng Trung Quốc nội địa đấy. Cái này hàng Trung Quốc trung ương, hàng Trung Quốc nội địa nhé. Đây là vỏ bao bì này các bác này. Ở trong bộ phận của nó thì gồm những phụ kiện như này, các bác cùng xem nhé. Các bác lưu ý này là shop bán hàng, nghĩa là bán hàng trên video thực tế, thì các bác trước khi mua hàng thì các bác vui lòng xem video và sản phẩm có như thế nào. Thế còn hình thức mua hàng thì các bác vui lòng alo trực tiếp đến các đầu số điện thoại của shop nhé. Cho xin họ tên địa chỉ, shop sẽ ship hàng COD tới nhà cho các bác. Các bác nhận hàng bóc ra xem và kiểm tra giống như tôi làm đây này. Đấy, các bác bóc ra xem và kiểm tra là có những thứ gì này. Túi để đeo này nhé, giấy catalog hướng dẫn này, cái khăn lau bụi này, một cái dây đeo này. Đây là cái phần khăn ống nhòm chính này. Ống nhòm này thì nó khá là to và nặng, thì các bác phải lưu ý là tiền nào của đấy, và thứ hai nữa là nó to nó nặng thì nó đem lại được cho mình hình ảnh nó sắc nét nhé. Người ta làm kết cấu nó dài hơn, cái tiêu cự nó tốt hơn, thì cái thấu kính ở trong này nó cũng tốt hơn, thì nó đem lại cho các bác cái hình ảnh trung thực hơn, sắc nét hơn. Còn bây giờ các bác là ai cũng muốn là nó nhỏ nó gọn, thì tôi cũng muốn nhỏ gọn, nhưng mà khi nó nhỏ gọn rồi lại không đáp ứng được các yếu tố khác. Năm ngoái tôi có bán cái ống nhòm nó nhỏ hơn như một nửa thôi này, rất là nhỏ, rất là nhẹ, nhưng mà thời gian đầu dùng nó rất là nét, rất là sắc nét luôn, nhưng mà lại nhanh xuống cấp đấy. Còn cái này thì nó ổn định hơn, thì các bác phải chấp nhận là lấy được hình ảnh đẹp nét thì phải chịu khó cầm nặng một chút, to một chút nhá. Chứ cái gì cũng muốn đẹp, cái gì cũng muốn ưng ý thì cũng không được đâu. Đấy, các bạn thông chia sẻ luôn với các bác như vậy. Đây là cái mẫu ống nhòm dành cho anh em quan sát đi săn ong thì cực kỳ luôn, không phải chê. Đây này, thông số là 12x60. Đối với cái ống nhòm này thì chỉ nói đơn giản với các bác là nhìn ở cự ly khoảng 1000m thì rất là nét, rất là trong. Thế còn các bác đi săn ong thì các bác chỉ cần ở cái cự ly khoảng 200-300m ấy, thì các bác quan sát kỹ một chút là các bác sẽ nhìn thấy ong bay được nhé. Tại vì các bác cái điều quan trọng nhất ấy, cái hình ảnh ống nhòm mà thu được cho mình ấy, là cái hình ảnh nó trong, nó nét, nó không có bị rung, không bị ảo, và mình nhìn nó không có tức mắt nhé các bác nhé. Thì cái ống nhòm này sẽ đem lại cho các bác được điều đấy. Thế còn về giá thành thì nó không bao nhiêu cả đâu, nó là hàng Trung Quốc, gọi là hàng nội địa, nó cũng là hàng tốt hơn một chút thôi, giá nó là dưới 1 triệu. Thế còn những cái ống nhòm mà của Nga, của Đức, hàng xịn ấy thì nó tới 3-4 triệu, 5-7 triệu, có những cái ống tới 10 mấy triệu đấy. Thì các bác phải lưu ý là tiền nào của đấy, cái này là dành cho anh em chơi dân dã, chơi dân dã nhá, đi săn bẫy, đi tìm ong, đầu tư một ít cũng đã có được cái ống nhòm này rồi. Còn các bác lưu ý kỹ là tiền nào của đấy luôn luôn nó là đúng. Còn những cái loại ống nhòm mà 300, 400, 500 thì lúc trước số cũng có bán qua, nhưng mà chất lượng hầu như là đều không đáp ứng được, các bác dùng thời gian thôi là nó xuống cấp rất là nhanh. Còn đối với ống nhòm này thì các bác sẽ được ưng ý hơn. Và các bác lưu ý là cái mẫu ống nhòm cũ mà shop bán 650 ấy, mà màu của đội ấy, là shop sẽ không bán nữa rồi nhé, không còn hàng ấy nữa. Bây giờ chỉ còn hàng duy nhất đảm bảo chất lượng cho anh em chơi, đó là ống nhòm đen to như thế này, để cho anh em đi săn bẫy, đi quan sát săn ong nhé. Đây, các bác lưu ý kỹ nhé, giờ shop chỉ cung cấp một mẫu này thôi. Hàng thì cam kết cho các bác là đẹp chuẩn, các bác nhận được hàng thì các bác vui lòng tìm hiểu kỹ về cái cách dùng ống nhòm giúp tôi thôi, các bác biết dùng thôi, các bác sẽ thử được, các bác sẽ thấy ưng ý. Đó là cái này này, là cái chỉnh lấy nét này này, là các bác phải xoáy sang trái, xoáy sang phải, làm sao để nó phù hợp với cái tiêu cự của các bác nhòm, các bác ngắm ở điểm gần hay điểm xa. Ví dụ như các bác nhận được hàng, các bác ngắm ở điểm lên, các bác đưa mắt, sau các bác chỉnh cái tiêu cự này, chỉnh làm sao lúc nào thấy ảnh nó nét nhất thì các bác giữ lại, thì tôi đảm bảo các bác là hoàn toàn ưng ý và rút tiền ra giải cho nhân viên giao hàng nhé, cho các bác xem hàng luôn. Đó,
và cái bẻ ra bẻ vào này thì các bác điều chỉnh cho nó phù hợp với lại cái khoang mắt của mình ngắm, cái khoang mắt mình ngắm nó sao cho nó phù hợp. Thế còn cái này quan trọng nhất là mình phải điều chỉnh cho nó ảnh thêm nét lên là mình giữ lại. Thế đâm ra là các bác kiểm hàng thì cũng vui lòng các bác phải biết sử dụng một chút. Còn đối với cái ống này ấy, thì là các bác không phải chê về chất lượng của nó, đối với cái giá tiền mà mức giá tiền là mấy trăm nghìn thì dùng cái này là rất là ưng rồi nha các bác nhé. Còn các bác nào nhu cầu mà chơi cao hơn thì các bác phải mua cái loại mấy triệu nhé, thì cái đấy thì là hàng đặc biệt hơn thì các bác shop cũng có riêng. Đây là giới thiệu cho anh em chơi phổ thông, đi săn ong, đi quan sát đặt bẫy nhé, thì cái này rất là đẹp rồi. Đây các bác cần thông tin thì vui lòng cứ liên hệ trực tiếp với lại shop nhé, liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại này, ship hàng là COD, giá thì theo tùy thời điểm, cái này thì hàng mới về giá nó sẽ hơi cao. Các bác alo trực tiếp thời điểm nào thì shop báo giá thời điểm đấy nhé các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh, và các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất và những video mà shop giới thiệu sản phẩm đến các bác nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.